Rồi chào luôn đi ơi. Dạ em chào anh Hòa ơi, mà con chào cô chú anh chị gần xa. Rồi. Nay con có về 22 phôi mai. Rồi. Giảo và mò 2 phôi mai tí quý rồi 20 phôi giảo. Rồi, mình chương trình phí ship sao? Dạ phí ship ba con qua toàn quốc ạ. Rồi, cảm ơn số 1 ha. Dạ. Số này máy này số 1. Số 1 nha bà con ơi, số 1. Là tứ quý. Máy là dạ, dạ số 1 là tứ quý. Rồi, tứ quý luôn bà con ơi. Này đế quá lắm nghe cô chú. Đế quá luôn. Dạ con nghĩ có cái đuôi. Chi nhánh con có luôn. Rồi tròn vòng luôn. Má này má số 1. Tứ quý bà con ơi, phí ship miễn phí tới nhà luôn. Chi cành có luôn nha bà con. Rồi mình cho thông số em luôn, số 1 luôn. Dạ chỗ này là 40 ạ. Rồi 40, cao của em luôn. Dạ chiều cao mét chẵn ạ. Rồi mét chẵn nha bà con. Quanh bầu 54 ạ. Rồi 54 tê luôn. Mã số 1 cho giá luôn. Dạ mã số 1 này có giá là 3,5 triệu ạ. À. Rồi bao phí ship. Con bao ship toàn quốc ạ. Rồi ok đổi mấy anh ơi. Số điện thoại của con là 0931 094933. Rồi ok. Số này lô con cũng số này luôn. Rồi số 2 luôn. Tiếp theo mã số 2. Số 2. Cũng là mã tứ quý luôn. Tứ quý luôn tiếp tục bà con ơi. Tứ quý luôn nha. Chi cần có luôn nghe bà con. Dạ. Đế cũng trải đều nghe chú. Chi nhánh có luôn. Phí ship tới nhà bao luôn. Mã này mã số 2. Số 2 luôn nha bà con ơi. Hai phôi tứ quý. Giá hữu nghị dễ chơi bà con ơi. Rồi đo luôn. Dạ hoàn thân được 38 à. Rồi 38 bà con ơi. Cao luôn. Dạ chiều cao 82 à. Rồi 82 ok. Quanh bầu 50 à. Rồi. Giá luôn. Dạ mã số 2 là có giá là 3,2 triệu à. Rồi 3,2 triệu bà con ơi. Con bao ship toàn quốc à. Bao ship đổi luôn. Tiếp theo. Tiếp theo mã số 3. Theo là số 3. 3 là mã giảo à. Theo là số 3 ma giảo luôn. Đế không quá rồi chú, chi nhánh không có luôn nha chú. Rồi quá nhiều chi cành luôn nha bà con ơi. Cây sống khỏe luôn. Nắng chút xíu nha. Dạ má này má số 3. Số 3, rồi đo em số 3 luôn. Dạ Quỳnh Thân được 26 à. Rồi 26 bà con ơi. Dạ cao 79 à. Rồi quanh bầu 42 à. 42 luôn. Rồi. Số 3 giá luôn. Dạ mã số 3 này có giá 1,9 triệu à. 1,9 triệu bà con ơi. Rồi đổi luôn mấy anh ơi. Tiếp theo. Tiếp theo mã số 4. Số 4, số 4. Chi cành khá luôn nha bà con. Đế sởm cao cô chú. Chi nhánh cũng có luôn. Mã này mã số 4. Miễn phí tới nhà cho bà con chơi luôn. Rồi đo luôn, hơi nắng bà con ơi. Dạ Quỳnh Thân được 25 à. Rồi 25. Cao luôn. Dạ chiều cao 75 à. Rồi chiều cao 75. Quỳnh bầu 35. Rồi. Rồi giá của em này luôn. Dạ mã số 4 này có giá là 1,7 triệu ạ. Rồi 1,7 triệu bà con ơi, đổi luôn.
Tiếp theo. Tiếp theo mã số 4. 5 à. Ở số 5. Xin lỗi, mã số 5. Chi cành khá luôn nghe bà con. Rất là đẹp. Chi cành khá nhiều luôn. Đế cũng lực luôn chú. Rồi, đế lực luôn. Chi nhánh cũng có đầy đủ luôn. Mà chỗ này nó có bị nứt nứt không sao cô chú? Rồi, có dung nứt ha. Dạ, con đường này nó liền ra. Ok, rồi nhẹ nhẹ luôn. Chi cành khá bà con ơi, miễn phí ship tới nhà luôn. Rồi, đo em luôn. Số 5. Dạ, Hoành Thăng được 26 à. Rồi, 26 bà con ơi, cao luôn. À, chiều cao 1m 14 à. Rồi, 1m 14. Đường kính bầu 45 à. Rồi, 45 luôn. Rồi, mình cho giá. Dạ, mã số 5 này có giá là 2 triệu đồng à. Rồi, 2 triệu đồng bà con ơi, miễn phí ship tới nhà luôn. Rồi, đổi. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo mã số 6. Đây là số 6. Rồi, nhắc lại với bà con là số 6 bà con ơi. Chi cành khá luôn nha bà con. Đế lực sớm cao luôn chú. Chi nhánh cũng có đầy đủ luôn. Có luôn. Cành khá luôn mà con ơi. Rồi, đo em luôn. Đo luôn. Dạ, Hoành Thăng được 24 à. Rồi, 24. Cá. Cũ 54 à. Rồi, 54. Ok, cao luôn. Chiều cao 1m15 à. Rồi, 1m15 bà con ơi. Đường kính bầu 43. Rồi. Mã số 6 này có giá là 2 triệu 2 ạ. À. Rồi, 2 triệu 2 ship tới nhà bà con ơi, đổi luôn. Dạ, con bao ship toàn quốc ạ. À. Rồi, bao ship toàn quốc. Tiếp theo. Tiếp theo mã số 7. Số 7. Số 7 men ơi. 7 đa đế nó quái rồi chú. Đây. Thân lắc lượng chi nhánh có luôn. Khá quái bà con ơi. Rồi, đo luôn. Dạ, Hoành Thăng được 24 à. Rồi, 24. Chiều cao 79. Rồi. Hoành bầu 45. Rồi, luôn. Rồi, giá luôn. Dạ, mã số 7 này có giá 2 triệu đồng ạ. À. Rồi, 2 triệu đồng bà con ơi, đổi luôn. Tiếp theo mã số 8. Số 8. Số 8, số 8. Đế có nghe chút. Có đế luôn. Chi nhánh cũng có luôn. Mà chỗ này nó có bị nứt nứt không gì chứ. Chóc da không gì chứ. Rồi, liền à. Da nha bà con không sao. Rồi của mình là giảo ha. Dạ, mã này mã số 8, mã giảo. 8 mã giảo. Rồi đo luôn. Dạ, Hoành Thăng được 25 à. Rồi 25 bà con ơi. Dạ, chiều cao 84 à. Rồi, 84. Đường kính bầu là 45 à. Ok. Rồi, giá luôn. Dạ, mã số 8 này có giá 2 triệu đồng à. Rồi, 2 triệu, miễn phí ship nha bà con. Dạ, con bao ship toàn quốc à. Rồi, đổi luôn. Số điện thoại của con là 0931 094933. Rồi. Số Zalo con cũng số này luôn. Tiếp theo bà con ơi. Tiếp theo mã số 9. Tiếp theo là số 9. Số 9, số 9. Đế cũng có, chi nhánh cũng có luôn nghe chú.
đế khá quái nha bà con. Cần khá luôn. Má này má số 9. Số 9, rồi đo số 9 luôn. Dạ, Quỳnh Thân được 26 à. Rồi, 26, cao của em luôn. Chi cầm. Chiều cao 97 à. 97 mấy anh ơi, rồi, ok. Dạ, Quỳnh bầu 48 à. Rồi. Giá luôn. Dạ, mã số 9 này có giá 2 triệu 2 à. 2 triệu 2, 3 bước ship mấy anh ơi. Dạ, cũng 3 ship còn quá ạ. Tiếp theo. Tiếp theo, mã số 10. Số 10 bà con ơi. Số 10 nha. Để có thân lắc lượng chi nhánh không có luôn cô chú. Chi nhánh có luôn. Mã số 10. Số 10. Rồi đo em luôn. Dạ, Hoàng Thân được 26 à. Rồi, 26. Chiều cao. Dạ, chiều cao 1m13 ạ. Rồi, 1m13 luôn. Đường kính bầu 43. Rồi. Dạ, mã số 10 này có giá 2 triệu 1 ạ. Rồi, 2 triệu 1, bao ship bà con ơi. Tiếp theo. Tiếp theo mã 11. 11. Đế quái nha cô chú. Đế quái luôn nha bà con. Chi nhánh không có luôn. Cá là to. Đây, chỉ cần cá luôn. Má này mã 11. 11, rồi đo 11 luôn. Dạ, Hoàng Thân được 25 à. Rồi, 25 bà con ơi. Chiều cao. Dạ, chiều cao 1m15 à. Rồi, 1m15 luôn. Rồi, giá em. Dạ, mã 11 này có giá 2 triệu 2 à. Rồi, 2 triệu 2 bà con ơi. Tiếp theo. Không bao ship toàn quốc à. Bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo mã 12. Tiếp theo 12. Đế lực lắm cô chú. 12 bà con ơi. Chi nhánh không có đầy đủ luôn. Tròn vòng luôn. Coi mai vàng, mai dạo. Chi cành khá luôn. Rồi đó luôn. Dạ, Hoàng Thân được 28 ạ. Rồi 28. Chiều cao 1m14 à. Rồi, 1m14 luôn bà con ơi. Hoành bầu 46 à. Rồi. Rồi, mình cho giá. Giá mã 12 có giá 2 triệu 2 à. Rồi, 2 triệu 2 bà con ơi. Bao ship tới nhà bà con luôn, đổi luôn. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo mã 13. Đây là 13. Chi cành thuộc loại khá nha bà con. Dạ, đế nó bài nó ừ, nó cũng lực luôn. Lắm cô chú ơi. Chi nhánh không có luôn. Tròn vòng luôn, tròn vòng luôn. Đó. Rồi, đo em luôn. Dạ, Hoàng Thân được 27 à. Rồi, 27 bà con ơi. Cao. Chiều cao 1m20 à. Rồi, 1m20. Đường kính bầu 49 à. Rồi, 49 nha bà con. Mã 13 này có giá 2 triệu 2 à. Rồi, 2 triệu 2 luôn, đổi luôn. Đổi luôn. Rồi, tiếp theo 10. Tiếp theo mã 14. 14. Mã số 14 bà con ơi. Chi cành thuộc loại khá nha bà con. Đế đẹp nha chú, chi nhánh chi cành đẹp luôn.
Đây, mã 14. To này, thủ khá to. Rồi ok, đôi mày luôn, 14 luôn. Dạ Quỳnh Thân được 24 à. Rồi 24. Dạ chiều cao mét chẵn à. Rồi mét chẵn luôn. Quỳnh bầu 38 à. Rồi. Má 14 này có giá 1.800.000 à. 1.800.000 bà con ơi, miễn phí ship cho bà con luôn. Cành đây chi nhánh quá nhiều này. Rồi đổi luôn. Rồi tiếp theo. Tiếp theo má 15. 15. 15 luôn. Thôi mai vàng đế lực lắm cô chú, bự. Thân lắc lượng chi nhánh có luôn. Rồi ok, vậy là cho thông số của em này luôn bà con ơi. Khá là nhiều cái chi cành. Dạ Quỳnh Thân được 27 à. Rồi 27. Chiều cao 1m9 à. Rồi 1m9 luôn. Quỳnh bầu 46 à. Rồi. Dạ mã 15 này có giá 2.3 triệu. Rồi 2.3 triệu bà con ơi. Không bao ship toàn quốc à. Rồi đổi luôn. Tiếp theo. Theo mã 16. Tiếp theo 16. Đế điều nha cô chú. Chi nhánh có luôn. Mã này mã 16. 16 nha bà con ơi. Rồi đo em luôn, đo luôn. Em Hoàng Thân được 25 à. Rồi 25 chiều cao. Dạ chiều cao 1m16 à. 1m16 nha bà con. Đường kính bầu 42 à. Rồi xây luôn. Rồi mình cho giá luôn. Dạ mã 16 này có giá 2.1 triệu à. Rồi 2.1 triệu bà con ơi. Ok đổi luôn. Tiếp theo mã 17. Đây là 17. Mã số 17 nha bà con. Đế có chi nhánh không có luôn nha cô chú. Rồi đo em luôn. Mã số 17. Vô quán mà không trở về nít. Dạ Hoàng Thân được 24 à. Rồi 24 bà con ơi. Chiều cao mét chẵn à. Rồi mét chẵn luôn. Đường kính bầu 43. Rồi. Dạ mã 17 có giá 1.700.000 à. 1.700.000 nha bà con. Rồi đổi luôn, đổi luôn. Tiếp theo. Theo mã 18. 18. Rồi xe tròn luôn. Đế sớm cao cô chú, chi nhánh có đều luôn, đầy đủ, đẹp. Rồi ok, 18 nha bà con, đo luôn. Dạ Quỳnh Thân được 27 à. 27. 26 mấy tới 26 thôi. 26 đi. Dạ 1m, chiều cao 1m13 à. Rồi 1m13 bà con ơi. Đường kính bầu 38 à. Rồi. Xe luôn. Rồi mình cho giá. Dạ mã 18 này có giá 2.4 triệu à. Rồi 2.4 triệu đổi luôn mấy. Không bao ship toàn quốc à. Bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo. Tiếp theo mã 19. 19.
số 19 nha bà con. Đế nó cũng chảy cũng đều luôn chú. Có đế luôn. Chi nhánh cũng có đầy đủ luôn. Rồi đo em luôn. Mã số 19 bà con ơi. Nhà Quỳnh Thân được 23. Rồi 23. Dạ chiều cao 1m26 ạ. 1m26 luôn. Đường kính bầu 40 ạ. 40 rồi. Nhà mã 19 này có giá 1.6 triệu ạ. 1.6 triệu mấy anh ơi, ship tới nhà rồi miễn phí đổi luôn. Rồi tiếp theo. Tiếp theo mã 20. Theo là 20. Mã số 20 luôn. Chỉ cần cá nha bà con. Đế không có, chị nhánh không có luôn nghe chưa. Đây đế. Máy này 20. 20. Rồi ok, mình cho thông số luôn. Dạ Quỳnh Thân đưa 22 ạ. Rồi 22. Cao. Chiều cao 1m30 ạ. 1m30 bà con ơi. Đường kính bầu 47 ạ. Rồi. Mã 20 này có giá 1.4 triệu ạ. 1.4 triệu mấy anh ơi. Bao ship. Không bao ship toàn quốc ạ. Mai giảo luôn, đổi luôn. Số điện thoại của con là 0931094933. Số Zalo con cũng số này luôn. Rồi, tiếp theo. 21. Tiếp theo mã 21. 21 bà con ơi. Những con rễ to to không nha bà con. Dạ, đế con quái vô chú. Đế rễ nó cũng có xù cục cục rồi cô chú ơi. Tròn vòng luôn. Đế cũng có xù cục rồi. Rồi ok đó em luôn. Dạ Hoàng Thăng đưa 25 ạ. Rồi 25. Cao. Dạ chiều cao 1m02 ạ. Rồi. Đường kính bầu là 50 ạ. Rồi 50 luôn. Rồi, dạ mã 21 này có giá là 3 triệu đồng ạ. À. Rồi 3 triệu đồng bà con ơi. Không bao ship toàn quốc luôn ạ. Rồi ok đổi. Tiếp theo là mã 12. 22 là mã số cuối. 22 là mã số cuối luôn, mai vàng. Mai vàng 5 cánh ạ. À. Này là giống như phu thê nha cô chú. Rồi. Hai cây ha. Luôn. Dạ. Rồi ok đó. Nhưng mà chỗ này có hẹn chút xử lý rồi nha cô chú. Này chỗ tay ha. Dạ. Ok. Con đo củ này trước đi. Mình Quynh đây là được 22. Rồi 22. Bên đây cũng được 21. Rồi 21 luôn. Cao luôn. Chiều cao bên đây là 79. Rồi 79. Chiều cao bên đây là 52. Rồi 52. Mình bầu 37 ạ. À. Rồi ok. Mã 22, mã 22 là mai vàng mã cuối luôn là 800 ngàn ạ. À. 800 ngàn ha. Dạ con bao xíu toàn quốc. Rồi cuối cùng đó. Cũng hay dễ chơi luôn. Rồi chào bà con luôn. Dạ con chào cô chú anh chị gần xa. Mong cô chú anh chị ủng hộ cho con. Dạ, con cảm ơn cô chú vừa qua đã ủng hộ cho con. Rồi, dạ con chúc sức khỏe. Rồi, cô chú thật nhiều sức khỏe ạ.